Mình chào quý cô chú anh chị em trên kênh Pháp Thái Vi ha. Tiếp tục quay trở lại nhà vườn của Diễm Trinh, có một số phôi giấy rất là già muốn giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình về mình nuôi bonsai hoặc là mình ghép ha. Rồi chào Trinh. Dạ em chào anh Thái. Dạ em mến chào quý cô chú anh chị đang xem kênh của anh Thái ạ. À, trước tiên em cũng xin gửi lời cảm ơn đến quý cô chú anh chị đã ủng hộ em nhiệt tình trong những cái clip vừa rồi. Hôm nay em về lô phôi mới, cũng mong quý cô chú anh chị tiếp tục ủng hộ cho em ạ. À, số điện thoại cũng như số Zalo của em là 0939078610 ạ. À, để không làm mất thời gian em xin vào phôi số 1 ạ. À, phôi một rễ quý anh chị em. Tổng chiều bay của phôi em đo được là 58. Hoành em đo ngay vị trí này là 19. Sổ đế là 51. Dạ phôi này em xin giao lưu với giá là 250k. Em bao phí vận chuyển toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Em lên phôi số 2. Tổng chiều bay của phôi em đo được là 63. Hoành em đo ngay vị trí này là 29. Sổ đế là 50. Dạ phôi này em xin giao lưu 400k. Em lên phôi số 3. Phôi một rễ lực ha. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 62. Hoành em đo ngay vị trí này là 19. Sổ đế là 52. Dạ phôi này em xin giao lưu với giá là 300k. Em lên phôi số 4. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 52. Hoành em đo ngay vị trí này là 32. Sổ đế là 46. Phôi rất là già. Hoành em đo ngay vị trí này là 49. Này em để nghiêng nghiêng rồi nhìn giống con thỏ. Dạ phôi này em xin giao lưu với giá là 800k. Rất là đặc ha. Em lên phôi số 5. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 47. Hoành em đo ngay vị trí này là 24. Sổ đế là 41. Dạ phôi này em xin giao lưu với giá là 300k. Em lên phôi số 6. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 57. Hoành em đo ngay vị trí này là 27. Sổ đế là 46. Dạ phôi này em xin giao lưu với giá là 450k. Em lên phôi số 7. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 54. Hoành em đo ngay vị trí này là 25. Sổ đế là 42. Dạ phôi này em xin giao lưu với giá là 200k. Em lên phôi số 8. Phôi dáng trực á. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 54. Hoành em đo ngay vị trí này là 31. Sổ đế là 44. Dạ phôi này em xin giao lưu với giá là 550k. Em lên phôi số 9. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 57. Hoành em đo ngay vị trí này là 27. Sổ đế là 44. Dạ phôi này em xin giao lưu với giá là 300k. Em lên phôi số 10. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 51. Hoành em đo ngay vị trí này là 28. Sổ đế là 44. Dạ phôi này em xin giao lưu với giá là 650k. Em bao phí vận chuyển toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Em
Em lên phôi số 11, tổng chiều bay của phôi em đo được là 54. Hoành em đo ngay vị trí này là 24. Sổ đế là 39. Dạ phôi này em xin giao lưu với giá là 250k. Em lên phôi số 12. Tổng chiều bay của phôi em đo được là 66. Hoành em đo ngay vị trí này là 25. Sổ đế là 49. Dạ phôi này em xin giao lưu với giá là 400k. Em lên phôi số 13. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 41. Hoành em đo ngay vị trí này là 22. Sổ đế là 30. Dạ phôi này em xin giao lưu với giá là 200k. Em lên phôi số 14. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 50. Hoành em đo ngay vị trí này. Hoành em đo ngay vị trí này là 26. Sổ đế là 40. Dạ phôi này em xin giao lưu với giá là 400k. Em lên phôi số 15. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 41. Hoành em đo ngay vị trí này là 28. Sổ đế là 35. Dạ phôi này em xin giao lưu với giá là 250k. Em lên phôi số 16. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 63. Hoành em đo ngay vị trí này là 28. Sổ đế là 45. Dạ phôi này em xin giao lưu với giá là 500k. Dạ lên da luôn quý quân chị. Em lên phôi số 17. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 49. Hoành em đo ngay vị trí này là 16. Sổ đế là 47. Dạ phôi này em xin giao lưu với giá là 200k. Em lên phôi số 18. Tổng chiều bay của phôi em đo được là 62. Hoành em đo ngay vị trí này là 31. Sổ đế là 45. Hoành em đo ngay vị trí này là 42. Dạ phôi này em xin giao lưu với giá là 450k. Dạ ở đây có một lỗi do nó té cái nhánh nhưng mà nó đã lành rồi, không sao quý cô chú anh chị. Em lên phôi số 19. Tổng chiều bay của phôi là 54. Hoành em đo ngay vị trí này là 19. Sổ đế là 50. Dạ phôi này em xin giao lưu với giá là 200k. Em lên phôi số 20. Tổng chiều bay của phôi em đo được là 61. Hoành em đo ngay vị trí này là 32. Sổ đế là 48. Dạ phôi này em xin giao lưu với giá là 400k. Em lên phôi số 21. Tổng chiều bay của phôi em đo được là 68. Hoành em đo ngay vị trí này là 17. Sổ đế là 61. Dạ phôi này em xin giao lưu với giá là 200k. Em lên phôi số 22. Phôi rất là già quý cô chú anh chị.
tổng chiều bay của phôi em đo được là 58. Hoành em đo ngay vị trí này là 30. Hoành em đo ngay vị trí này là 52. Sổ đế là 54. Dạ phôi này em xin giao lưu với giá là 500k. Em lên phôi số 23. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 58. Hoành em đo ngay vị trí này là 22. Sổ đế là 51. Dạ phôi này em xin giao lưu với giá là 200k. Em lên phôi số 24. Tổng chiều bay của phôi em đo được là 58. Hoành em đo ngay vị trí này là 26. Hoành em đo ngay vị trí này là 42. Sổ đế là 47. Dạ phôi này em xin giao lưu với giá là 400k. Em lên phôi số 25. Tổng chiều bay của phôi em đo được là 50. Hoành em đo ngay vị trí này là 21. Sổ đế là 44. Dạ phôi này em xin giao lưu với giá là 250k. Em lên phôi số 26. Ôm rất là sát à, đặt à. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 59. Hoành em đo ngay vị trí này là 29. Sổ đế là 51. Dạ phôi này em xin giao lưu với giá là 600k. Em bao phí vận chuyển toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Em lên phôi số 27. Tổng chiều bay của phôi em đo được là 56. Hoành em đo ngay vị trí này là 24. Sổ đế là 45. Dạ phôi này em xin giao lưu với giá là 300k. Em lên phôi số 28. Tổng chiều bay của phôi em đo được là 60. Hoành em đo ngay vị trí này là 39. Hoành em đo ngay vị trí này là 56. Sổ đế là 45. Dạ phôi này em xin giao lưu với giá là 600k. Phôi rất là cộm của anh chị. Lực phôi. Em lên phôi số 29. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 52. Hoành em đo ngay vị trí này là 24. Sổ đế là 45. Dạ phôi này em xin giao lưu với giá là 300k. Em lên phôi số 30. Tổng chiều bay của phôi em đo được là 54. Hoành em đo ngay vị trí này là 32. Hoành em đo ngay vị trí này là 48. Sổ đế là 43. Dạ phôi này em xin giao lưu với giá là 550k. Em lên phôi số 31. Tổng chiều bay của phôi em đo được là 56. Hoành em đo ngay vị trí này là 27. Sổ đế là 44. Dạ phôi này em xin giao lưu với giá là 300k. Em lên phôi số 32. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 66. Hoành em đo ngay vị trí này là 29. Sổ đế là 59. Dạ phôi này em xin giao lưu với giá là 650k. Phôi này đổ treo được quý anh chị. Em bao phí vận chuyển toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị.
Em lên phôi số 33. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 52. Hoành em đo ngay vị trí này là 25. Sổ đế là 44. Dạ phôi này em xin giao lưu với giá là 300k. Em lên phôi số 34. Tổng chiều bay của phôi em đo được là 62. Hoành em đo ngay vị trí này là 25. Hoành em đo ngay vị trí này là 48. Sổ đế là 45. Dạ phôi này em xin giao lưu với giá là 400k. Em lên phôi số 35. Tổng chiều bay của phôi em đo được là 64. Hoành em đo ngay vị trí này là 24. Sổ đế là 52. Dạ phôi này em xin giao lưu với giá là 350k. Em lên phôi số 36. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 60. Hoành em đo ngay vị trí này là 30. Sổ đế là 43. Hoành em đo ngay vị trí này là 49. Dạ phôi này em xin giao lưu với giá là 500k. Em lên phôi số 37. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 45. Hoành em đo ngay vị trí này là 27. Sổ đế là 31. Dạ phôi này em xin giao lưu với giá là 250k. Em lên phôi số 38. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 58. Hoành em đo ngay vị trí này là 29. Hoành em đo ngay vị trí này là 52. Sổ đế là 53. Dạ phôi này em xin giao lưu với giá là 400k. Em bao phí vận chuyển toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Em lên phôi số 39. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 45. Hoành em đo ngay vị trí này là 23. Sổ đế là 37. Dạ phôi này em xin giao lưu với giá là 300k. Em lên phôi số 40. Tổng chiều bay của phôi em đo được là 60. Hoành em đo ngay vị trí này là 26. Hoành em đo ngay vị trí này là 49. Sổ đế là 50. Dạ phôi này em xin giao lưu với giá là 400k. Em lên phôi số 41. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 50. Hoành em đo ngay vị trí này là 32. Sổ đế là 35. Dạ phôi này em xin giao lưu với giá là 350k. Em lên phôi số 42. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 51. Hoành em đo ngay vị trí này là 21. Sổ đế là 45. Dạ phôi này em xin giao lưu với giá là 300k. Em lên phôi số 43. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 59. Hoành em đo ngay vị trí này là 29. Hoành em đo ngay vị trí này là 47. Sổ đế là 44. Dạ phôi này em xin giao lưu với giá là 350k. Em lên phôi số 44.
Tổng chiều cao của phôi em đo được là 60. Hoành em đo ngay vị trí này là 21. Sổ đế là 42. Dạ phôi này em xin giao lưu với giá là 400k. Dạ phôi số 44 cũng là phôi kết thúc. Em mong quý cô chú anh chị tiếp tục ủng hộ cho nhà vườn của em ạ. Hôm nay nhà vườn của em lên clip vào lúc 17 giờ vào thứ hai và thứ năm hàng tuần. Em xin hẹn gặp lại. Rồi, xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị em ha.